Mến chào các bạn, mỗi dân tộc thường có một loại nhạc cụ riêng. Đối với người Cơ Tu, chiêng, trống là loại nhạc cụ thường được sử dụng phổ biến trong các lễ hội. Sau đây, mời các bạn cùng theo dõi siêu phẩm Hòa tấu chiêng trống dưới sự thể hiện của các già làng người Cơ Tu ở thôn Ca Chín, sông Côn, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Đây hoàn toàn không phải là bản trình diễn được dàn dựng để cho các đoàn quay phim đến quay phim, mà đây là một cái màn biểu diễn chân thực nhất, sinh động nhất, được thể hiện như một phần tất yếu trong đám cưới của người Cơ Tu. Và đối với bản thân mình thì đây chính là bản hòa tấu chiêng trống hay nhất, độc đáo nhất mà mình từng nghe từ trước đến nay. Và đặc biệt là những tiếng cười sảng khoái, thoải mái của các cụ già ở cuối video làm cho mình thật sự cảm thấy phấn khích thêm. Không biết các bạn có những cảm xúc như thế nào sau khi được nghe bản hòa tấu chiêng trống của người Cơ Tu? Hãy để lại bình luận bên dưới những suy nghĩ, cảm nhận của mình về bản hòa tấu đó nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.